Mình xin kính chào tất cả quý anh chị đang xem YouTube trên kênh Shop Tuần Việt Nam. Cảm ơn tất cả quý anh chị đã dành phút để theo dõi chương trình. Hôm nay là ngày 17 tháng 12 năm 2019. Tiếp tục chương trình là mình sẽ thanh lý một cái bộ combo Bosch hàng của Mỹ, và giá của nó là 4,9 triệu chưa bao gồm chi phí vận chuyển. Bộ này rất là độc và chỉ có một duy nhất thôi. Mình chị ta sẽ cùng nhau xem chi tiết về bộ sản phẩm này. Rồi, phụ kiện đi kèm thì cái móc này của cái máy bắt vít này là bộ đồ chơi của hãng đi kèm, cái gá gắn mũi vít và những cái mũi vít đi kèm. Catalog máy bắt vít đầu đỏ, catalog của cái máy khoan. Điều đặc trưng của cái bộ này chính là cái đế sạc không dây. Đây là cái đế sạc không dây và nó chỉ sạc được những cục pin thích hợp sạc không dây. Bây giờ mình sẽ đi chi tiết vô. Đây là cái máy bắt vít đầu đỏ. Một đầu là nó bắt vít rất quen thuộc rồi, và cái đầu còn lại là nó mở ốc. Nhưng mà đối với cây bắt vít thì cái đầu ốc này nó, cái lực của nó cũng chỉ phù hợp để mở ốc từ 17 ly trở xuống. Chị lưu ý vui lòng nha, nghe kỹ. Cái máy này nó tích hợp cái đầu gồm có hai chức năng, một chức năng bắt vít và một chức năng là siết mở ốc. Nhưng mà cái lực của nó thì phù hợp cho mình mở ốc từ 17 ly trở xuống thôi. Đầu này mình kéo, nhét vít vô, mình kéo và mình lấy hoặc là mở gắn vít, mũi vít hoặc là mở mũi vít ra. Rồi, cây này thì rất là quen thuộc rồi. Sản xuất tại Malaysia, hàng nhập Mỹ. Rồi, tiếp theo sẽ là cái máy khoan. Cái máy khoan này, máy khoan hai chức năng gồm chức năng khoan bình thường và chức năng bắt vít. Hai tốc độ xoay 1 và 2. Nhưng mà cái máy khoan trong bộ này nó là máy khoan sử dụng than. Còn máy bắt vít thì nó là động cơ không chứa than. Máy khoan này mình dùng việc nhà là ok. Thân máy thì sản xuất tại Mexico. Đầu kẹp 13 mm, hai tốc xoay, tốc chậm là 500 và tốc nhanh là 1700. Đầu kẹp 13 mm và cái đầu kẹp này nó bằng nhựa chịu lực. Rồi, đây là cục pin 2A dành cho cái sạc. Cục pin 2A dành cho cái sạc. Và trên thân pin nó có ghi là wireless charging. Có báo pin. Đối với cục pin 2A này thì mình sử dụng cho cái bắt vít thì ok rồi. Nếu mình khoan thì mình dùng dân dụng. Nhiều khi khoan lỗ tường, bắt tranh hay là làm những công việc nhỏ nhỏ nhẹ nhẹ thì vô tư. Rồi, cái bộ này đặc trưng ở chỗ là cái đế sạc. Đây là cái đế sạc không dây. Cái đế sạc này thì nó cho mình hai cái phụ kiện. Một là nguyên một cái thân để dựng đứng, mình gá cái khoan vô tư, hoặc là gá cái bắt vít vô được. Nên nó có sẵn cái hộc luôn, mình nhét cái khoan hay bắt vít vô được hết. Và cục pin nó sẽ chạm xuống dưới cái đế dưới là nó sẽ sạc được. Rồi, nếu mà cảm thấy cái này có thể treo lên trên, mình có thể treo lên tường, mình để cái khoan bắt vít mình sạc. Một cái đế thứ hai sẽ là cái đế rời bên ngoài. Đây mình có thể rút cái đế ra, rút cái đế ra được để mình sạc. Nếu mà rút cái đế ra như vậy mà sợ bị chày đế á, thì nó có cái hộp, cái hộp đó, đây cái hộp bảo vệ cho cái đế nếu mà chúng ta để rời ở ngoài. Đây là cái biểu tượng sạc này. Sạc không dây đó, nguyên cái vòng cung này sạc không dây, nó cũng giống như những cái dòng thế hệ điện thoại mới vậy, là sạc không dây. Rồi, thông số kỹ thuật sử dụng điện nguồn vào 120V chuẩn Mỹ, 80W. Cái đế sạc này sản xuất tại Trung Quốc. Thì khi chị sạc á, là mình để cái sạc nguyên như thế này. Ở đây nó có đèn báo pin khi mà sạc đầy. Và khi chị sạc á, thì mình gắn pin vô và mình để cái máy lên thôi. Nó có cái khớp đàng hoàng. Cái đế này nó sạc được cục pin tối đa là 2A. Cho nên cái khay này nó cũng để vừa cho một cái cục pin 2A nhét vô. Không bị sụp xịt. Rất là cứng.
À, nguyên bộ này thì shop tôi đang bán mức giá là 4 triệu 9, chưa bao gồm chi phí vận chuyển, và chỉ có một bộ nhất thôi. Hàng này hàng trưng bày là để lâu lắm rồi cho nên nó hơi dơ, và có một số chỗ nó hơi xước nhẹ, nhưng mà máy hoàn toàn mới mới, xước nhẹ do cái này nè, pin tới dưới thôi, mình để trên kệ á nó cà tới cà lui nó dơ. Anh chị có nhu cầu xin vui lòng gọi điện thoại hoặc Zalo số 082 39 78 258, hoặc đến địa chỉ 129 sụt 1 sụt 6 đường Hoàng Văn Thụ, phường 8, quận Phú Nhuận. Đây là hàng độc và lạ và chỉ có duy nhất, nên mình mà đam mê đồ nghề và thích cái đồ công nghệ mới thì mình nên mua bộ này nha. Pin 2A, nếu mà anh chị muốn mua thêm thì phải đặt tiền trước và qua Tết mới có hàng. Một lần nữa cảm ơn tất cả quý anh chị đã dành ít phút để theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.